Hello, mình là Hana và đây là channel về đời sống tự do theo đuổi kế hoạch đa ngôn ngữ của mình. Bây giờ cũng đã là giữa tháng 1 rồi, nên là mình đã post lên mạng xã hội những cái New Year's Resolutions của mình trong năm nay. Đây là những cái mục tiêu mà mình muốn đạt được trong năm nay. Và ngày hôm qua, sau khi mà mình post lên trên mạng xã hội xong, thì đã có rất là nhiều bạn bất ngờ về một cái resolution của mình. Đó chính là mình muốn rằng trong năm nay mình có thể đọc được, không cần hiểu nhưng mà đọc được, đọc thành tiếng văn bản của 15 ngoại ngữ mới mà mình đã bắt đầu học. Nếu mà bạn nào tò mò là mình đang học 15 ngoại ngữ nào thì hãy đón xem trong video này nhé. Mình sẽ nói cho mọi người biết là lý do tại sao mình chọn những ngôn ngữ này và cảm nhận đầu tiên của mình về những ngoại ngữ này là như thế nào so với việc học tiếng Anh khi trước. Ok, không để cho mọi người chờ lâu thì đây là những ngoại ngữ mới mà mình đang học. Đầu tiên, ta có những ngôn ngữ Á Đông như là tiếng Tàu phổ thông, tiếng Quảng, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Hindi. Tiếp tới, ta có những ngôn ngữ thuộc hệ Romance ở bên phương Tây như là tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, là 10 thứ tiếng rồi nhé. Và sau đó thì thêm tiếng họ hàng của tiếng Anh là tiếng Đức. Rồi ngoài ra thì mình muốn thử thách bản thân hơn nữa, nên là mình học tiếng Hy Lạp, tiếng Ả Rập, tiếng Hebrew là tiếng Do Thái và tiếng Nga. Tổng cộng là 15 thứ tiếng. Cảm nhận đầu tiên của mình khi học những thứ tiếng này đó chính là cảm ơn trời vì những thứ tiếng này đều có phát âm logic. Cái phát âm logic mà mình muốn nói tới ở đây là cái đặc tính mà khi bạn nhìn vô một văn bản của một ngoại ngữ đó thì bạn có thể đọc được mặc dù là bạn không hiểu, có nghĩa là bạn có thể ghép vần lại như tiếng Việt đó xong rồi phát âm ra mặc dù có thể là bạn không hiểu nghĩa là gì. Một cảm giác rất là khác so với tiếng Anh trước giờ. Tất nhiên là do mình học tiếng Anh đã quá lâu rồi và mình đã dò từ điển rất là nhiều lần cho rất nhiều từ rồi nên là mình bắt đầu có được một cái hình dung chung là khi mà gặp từ này thì sẽ phát âm giống cái từ hồi trước như thế nào và làm cách đó thì mình có thể đoán được phát âm của từ mới. Tuy nhiên á, thì cách làm này nó không chính xác 100% tại vì có rất là nhiều ngoại lệ trong tiếng Anh. Nó chính xác ra thì những thứ tiếng khác nó cũng có ngoại lệ nhưng mà tiếng Anh nó cực kỳ nhiều ngoại lệ. Một cái từ bạn nhìn vô bạn nghĩ là bạn biết đọc nhưng mà đôi khi nó không giống như vậy. Và thêm cái nữa là tiếng Anh nó có thêm phần stress nữa, nhiều khi là phải stress syllable 1, 2, 3, 4 gì gì đó. Nói chung là nếu mà mình không dò thì mình sẽ không bao giờ chắc chắn được. Hoặc là nếu mà mình không có nghe ai đó nói trước thì mình sẽ rất là khó có cảm giác tự tin. Mà nhiều khi người đó nói sai nữa không chừng. Một ví dụ điển hình mà mình nhớ hoài là từ indictment, có nghĩa là bản án. Lần đầu tiên mình nhìn vô từ này á, thì mình không thể nào đoán được cái từ này đọc là indictment hết á. Tại vì theo những cái mà mình biết từ trước đó thì từ này phải đọc là indictment, đúng không? Nói chung là tiếng Anh có rất là nhiều ngoại lệ. Nên là học phát âm tiếng Anh nó phức tạp hơn rất là nhiều so với học phát âm những thứ tiếng khác. Nếu mà bạn chưa hề biết một ngoại ngữ gì khác ngoài tiếng Việt thì học phát âm tiếng Anh nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều so với học phát âm của 15 thứ tiếng mà mình vừa mới kể. Tại vì 15 thứ tiếng mà mình vừa mới kể thì tiếng nào cũng có thể ráp vần lại để mà đọc được hết. Ngay cả những cái tiếng mà nhìn như con giun giống như là tiếng Ả Rập rất là khó nha, cái bảng chữ cái của nó là mình nổ đầu luôn nhưng mà ít nhất thì nó vẫn có thể ráp vần lại để mà đọc được. Bạn chỉ cần vượt qua được cái nỗi sợ hãi cái bảng chữ cái thôi. Nhưng mà còn tiếng Anh thì rất là lừa tình tại vì nhìn thì rất là đơn giản nhưng mà đọc thì một trời một vực. Ví dụ như là cái bảng này đây. Đây là một cái bảng mà mình chôn trên mạng nhưng mà mọi người có thể thấy rằng là những cái cụm nguyên âm giống nhau thì vẫn có thể phát âm loạn tùng phèo những cái cách phát âm khác nhau. Nói chung rất là rối rắm. Nhưng mà có một cái lợi của việc học tiếng Anh mà mình không thể phủ nhận, đó chính là tại vì tiếng Anh được sử dụng rất là rộng rãi nên là có rất là nhiều nguồn tài nguyên để giúp việc học tiếng Anh trở nên thoải mái hơn với người học. Quay trở lại việc học ngoại ngữ của mình thì lý do mà mình học 15 ngoại ngữ cùng một lúc thay vì là chỉ tập trung một ngoại ngữ rồi tiến tới ngoại ngữ tiếp theo vân vân. Đơn giản chỉ là vì mình thích và mình muốn thử thách giới hạn của bản thân. Nói chung là mình muốn sống hết mình vì ngôn ngữ. Thật ra trước khi mà tới con số 15 thì mình dừng lại con số 12, xong rồi sau đó mình học thử 12 ngoại ngữ một lúc thì mình thấy là ô có thể làm được, học vẫn được, không có bị nhầm hay là gì hết. Bởi vậy nên là mình quyết định tăng thêm 3 ngoại ngữ nữa là tiếng Thái, tiếng Hindi với tiếng Bồ Đào Nha. Lên tổng cộng là thành 15 ngoại ngữ cho nó đẹp luôn. Và mình nghĩ là mình học xong 15 ngoại ngữ này mà tới trình độ mà B2 C1 đó là mình sẽ rất là toại nguyện và mình nghĩ là mình sẽ ổn định ở cái mức đó hay là với con số 15 đó một thời gian dài. Tính mình đó thì trước giờ mọi người cũng biết rồi đó, mình rất là thích ôn đồn, mình rất là thích làm nhiều thứ cùng một lúc. Nhất là những việc mà nếu làm chung thì sẽ lợi hơn rất nhiều tại vì đỡ tốn công làm lại. Ví dụ ở đây có những tiếng gia đình như là tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha. Bốn tiếng này đều cùng một gia đình và có những từ rất là giống nhau trong rất là nhiều thứ tiếng, nó có na ná nhau vậy đó. Bởi vậy nên là nếu mà mình học cùng một lúc bốn thứ tiếng này thì mình có thể học cùng một cái từ đó xuyên suốt qua bốn thứ tiếng luôn và mình có thể xác định cái chuyện mà phân biệt như thế nào ngay từ đầu luôn để mà mình không bao giờ bị nhầm lẫn nữa. Cái khái niệm này trong tiếng Anh nó gọi là coordinate.
Có nghĩa là những từ cùng một gốc mà ra nhưng mà cái phát âm nó khác nhau tại vì những thứ tiếng khác nhau vậy thôi. Mình hiểu có rất là nhiều người sẽ lo lắng về chuyện là nếu mà học nhiều ngoại ngữ cùng một lúc thì sẽ bị nhầm lẫn giữa ngoại ngữ này với ngoại ngữ kia, kiểu như là cái nào cũng không chín thì sẽ dễ bị lung lay cả hai cái hay là cả nhiều cái. Nhưng mà đối với mình đó, thì mình thà bị lung lay ngay từ ban đầu, nghĩa là mình bị nhầm lẫn, mình bị loạn xạ ngay từ ban đầu, rồi sau đó là mình phải tích cực, mình phải tìm cách để mà mình giải quyết cái vấn đề đó làm sao để mà không bị loạn nữa, thì coi như là mình sẽ giải quyết ngay từ ban đầu là mình xong luôn, mình không cần phải chờ tới một ngày nào đó mình mới bị loạn. Thì cái đó là cái tư tưởng của mình, và chính vì cái tư tưởng đó nên là mình đã không thể bỏ tiếng Bồ Đào Nha ra, trong khi mình đã học tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp rồi. Và có một quyển sách mà mình dùng để mà bổ trợ nữa, mặc dù là chưa dùng quá nhiều, nhưng mà quyển sách đó nó so sánh giữa bốn thứ tiếng Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với tiếng Pháp, nên là bây giờ mình đã học như vậy rồi thì mình bỏ Bồ Đào Nha ra, sau này mình phải học lại nó phí công sao đó. Mặc dù lúc đó nếu mà biết những thứ tiếng này rồi học tiếng Bồ Đào Nha sẽ rất là dễ, rất là nhanh, nhưng mình không muốn, mình muốn là học chung luôn để mà cùng một lúc mình có thể dạt hết tụi nó ra luôn, so sánh rồi các thể loại này nọ làm cùng một lúc luôn, nên là cuối cùng là mình ép thêm tiếng Bồ Đào Nha vô là như vậy. Còn tiếng Tàu thì khỏi nói rồi ha, tiếng Tàu phổ thông rồi tiếng Quảng rồi tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Hán Việt luôn đó mọi người, thì tất cả những tiếng này nó cùng cái gốc là cái gốc Tàu, bởi vậy nên là một công nhưng mà rất là nhiều chuyện được lợi, cùng học một cái Hán tự đó thôi nhưng mà có thể liên đới cái giản thể rồi cái truyền thống rồi cái phát âm của cái Hán tự đó bên tiếng phổ thông với cả tiếng Quảng. Mình cảm thấy là khi học á, mà có thể có nhiều sự so sánh xảy ra cùng một lúc như vậy á, thì nó sẽ giúp nhớ nhanh hơn và nó sẽ giúp cái việc học nó có mindful hơn, có nghĩa là nó có chủ đích hơn, hơn là chỉ học xong rồi học gạo, học nhồi, học nhớ một cách mindless, là không để ý, không để tâm. Và đó là lý do tại sao mà mình chơi thêm một cụm nữa, đó là những cụm tiếng Á Đông đó, nó đi cùng với nhau để mà học cùng một lúc như vậy luôn. Và again thì mình cũng có một quyển sách để mà bổ trợ vô, đó là một quyển sách về coordinate, là về những cái từ cùng gốc đó nhưng mà dành cho những tiếng Á Đông, là tiếng Tàu đó, rồi tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Hán Việt đó. Bởi vậy nên là mình cảm thấy rất là tự tin về quá trình học tiếng Á Đông này nọ của mình. Những thứ tiếng còn lại giống như là tiếng Thái, tiếng Hindi, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái thì mình học đơn giản chỉ vì là mình muốn challenge bản thân, muốn thử thách bản thân hơn nữa. Tại vì trước giờ là mình không quen nhìn những cái ký tự mà nó hơi giống con giun, giống như là tiếng Hindi với lại tiếng Thái, nhìn nó rất là không không phân biệt được, nói chung là nhìn rất là đáng sợ. Và thật sự mà nói là cái tiếng Ả Rập đó mọi người, là mình tốn biết bao nhiêu thời gian để mà mình học cái bảng chữ cái của nó, mà bây giờ mình cũng chưa chắc là mình nhớ hết nha mọi người, nhưng mà mình cảm thấy là bây giờ có khá hơn một chút xíu. Lần đầu tiên học các bảng chữ cái mà nhìn không có giống ABC một chút, ít nhất là tiếng Nga nó còn nhìn giống ABC một chút nữa. Tiếng Ả Rập nó cứ quanh quanh, mà nó không những nó quanh quanh mà nó còn có nhiều cái form khác nhau, cùng một cái ký tự đó khi mà nó đi ở đầu thì nó sẽ khác, mà khi đi ở giữa nó khác, đi ở cuối nó khác, đứng một mình thì nó khác. Trời ơi, nói chung là nó có tới bốn cái form lận, chung là học mới nhức nách luôn mọi người, nhưng mà dù nhức nhưng mà rất là vui. Thì đó là tất cả những ấn tượng ban đầu của mình về những ngoại ngữ mà mình đang học. Mọi người nghe thì cũng hiểu rồi đó, là mình học ngoại ngữ thật sự là vì đam mê và vì sở thích, nên là mình không có quá nhiều áp lực về chuyện là phải thi bằng cấp sớm. Tại vì mình học 15 ngoại ngữ cùng một lúc nên là mình không nghĩ là mình sẽ giỏi anytime soon, mình sẽ không có trở nên gọi là ít nhất là B1 cũng sẽ khá lâu. Nhưng mà một khi mà mình có thể master được cái phần basic, cái phần foundation, cái phần nền móng rồi đó, thì mình tự tin là mình có thể tiến rất nhanh. Tại vì những cái ngôn ngữ này họ nó bổ trợ ra nhau, nó liên quan đến nhau, nói chung là nó sẽ giúp cho việc học tiếng này với tiếng kia, nói chung là cả hai nó cùng vượt bậc lên mọi người, nó cộng sinh. Ví dụ như là tiếng Ả Rập với tiếng Do Thái nó khá là liên quan, ngay cả từ cái chữ viết chữ cái, nói chung là không phải là liên quan hoàn toàn, nó có một số liên quan. Và tới cái grammar, cái ngữ pháp của nó, cái cách mà tụi nó không có dùng nguyên âm, rồi cái cách mà tụi nó dùng ngữ pháp theo dạng template, có nghĩa là có một cái mẫu cái xong rồi ghép 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 vô để mà gọi là chia thì hay gì gì đó, nó thì nói chung là nó khá giống nhau. Bởi vậy nên là học một cái kia cùng với nhau song song cùng một lúc thì mình thấy sẽ rất là tốt. Đối với mình nha mọi người, bản thân mình thì rất là ngu lịch sử, mù địa lý, nên là có một điều mà mình mới phát hiện ra mình cảm thấy rất là thú vị, mà chắc là mọi người có thể biết rồi, đó chính là khi mà mình phát hiện là giữa tiếng Hy Lạp với lại tiếng Do Thái nó có sự liên quan với nhau. Nói chung là mình cảm thấy rất là thú vị, nói chung là có liên quan tới lịch sử mọi người, nhưng mà tại mình không biết đó, nên là bây giờ mình mới biết, mình cảm thấy ồ thú vị quá kiểu vậy. Vậy thôi, thì nói chung là nếu mà mọi người muốn nghe mình lải nhải về những cái 15 thứ tiếng này nữa và cái tiến độ học của mình như thế nào, thì một ngày nào đó mình sẽ tiếp tục chia sẻ như là những cái resources mà mình dùng nữa, như là sách vở nè, rồi app mình dùng nè,
Thì nếu mà mọi người thích thì một ngày nào đó mình sẽ chia sẻ nhé. Mục tiêu của mình trong năm nay về việc học ngoại ngữ á, là mình có thể cầm một cái văn bản của một thứ tiếng trong 15 thứ tiếng mình đang học. Mình có thể đọc một cách thoải mái, mặc dù có thể không hiểu, nhưng mà ít nhất là nhìn vô, ghép vần, đọc ra được. Và cái phát âm nó phải khá ok, tại vì mình học với người bản xứ ngay từ đầu luôn. Thì cái đó là cái mục tiêu lớn nhất của mình. Thử tưởng tượng về ngày cuối năm nay, mình có thể cầm cái bản thảo tiếng Ả Rập con Jun lên và đọc một cách cũng hơi hơi lưu loát như là một em học sinh lớp 1, lớp 2. Mình sẽ cảm thấy rất là hãnh diện về bản thân mình luôn á mọi người. Hoặc là cầm bản tiếng Thái lên và đọc lưu loát cái chữ con Jun của nó thì mình cũng sẽ rất là tự hào về bản thân. Và mình cũng mong là thông qua cái việc học nhiều Hán tự á, thì mình có thể hiểu rõ hơn về cách dùng của nhiều từ Hán Việt để mà có thể trau dồi vốn tiếng Việt của mình. Dạo này mình đọc sách tiếng Việt rất ít nên là mình cảm thấy tiếng Việt của mình rất là mai một. Mai một cũng là từ Hán Việt đúng không mọi người? Thì nó cũng sẽ có Hán tự như thế nào đó, hay là chữ nôm hay gì đó, thì mình sẽ tìm hiểu thử. Nhưng mà nói chung thì mình rất là happy, rất là hạnh phúc về chuyện được sống với ngôn ngữ như thế này. Tại vì nhớ vào tháng 5 năm ngoái không mọi người, mình còn ngồi ở cái bàn ở nhà cũ Cali đó, xong ngồi ăn mốc băng, cái xong rồi suy nghĩ vẩn vơ, không biết như thế nào, không biết lựa chọn giữa sự nghiệp và đam mê vân vân va va gì đó. Nhưng mà cuối cùng bây giờ mình đã thay đổi đam mê rồi mọi người, nói chung là mình rất là happy vì nó. Chúc mọi người một năm mới cũng đầy may mắn và đầy thành công. See ya. Bye.